Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội nghị về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước, trong đó có nội dung về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Thêm 3 triệu liều vaccine Moderna về đến Việt Nam. Hà Nội công bố 16 luồng xanh giao thông kết nối với luồng xanh quốc gia. Trong phần tin thế giới, các bang ở Mỹ đang tăng tốc tiêm trước khi vaccine hết hạn. Hơn 180 người thiệt mạng trong đợt mưa lũ nghiêm trọng tại Đức. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, các đại biểu thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, trong đó có nội dung về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Theo các đại biểu, công tác phòng chống dịch bệnh được tiến hành với các giải pháp đa dạng, linh hoạt và phù hợp, trong đó vaccine được coi là mấu chốt, là cứu cánh, bảo đảm cho sự thành công phòng chống dịch. Mặc dù hiện tại tỷ lệ người dân được tiêm vaccine của chúng ta còn thấp do diễn biến phức tạp của đại dịch trên thế giới và khả năng sản xuất đáp ứng nhu cầu vaccine của các quốc gia, cử tri và dư luận vẫn chia sẻ và ghi nhận nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quá trình thực hiện chiến lược vaccine và tin tưởng rằng mục tiêu 150 triệu liều vaccine để tiêm cho 70-75% dân số nhằm đạt miễn dịch cộng đồng và sản xuất vaccine trong nước là hiện thực trong thời gian gần. Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Thị Thủy, trong công tác phòng chống dịch bệnh thời gian qua có 5 vấn đề nổi lên. Đại biểu cho rằng đây là bài học tổng kết để giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới tiếp tục phát huy hiệu quả, quyết liệt, phòng chống dịch nhưng không thái quá cực đoan. Văn bản của một số địa phương gây tranh cãi, áp dụng những biện pháp thái quá gây khó khăn cho người dân, người lao động và doanh nghiệp. Có địa phương thì không cho xe chở nông sản đi qua, mặc dù là có giấy xác nhận an toàn dịch. Nhiều doanh nghiệp phản ánh là xe hàng được thông chốt kiểm soát dịch qua nhiều tỉnh, nhưng mà đến tỉnh cuối cùng cần giao hàng thì xe lại phải quay đầu ra. Có thể nói, cả nước như một cơ thể sống, quan hệ tuần hoàn chặt chẽ, nên không thể vì những chỗ bị bệnh mà cắt rời hết tất cả. Vấn đề đặt ra là làm sao để cách ly mà không tách rời, không làm đứt gãy nền kinh tế. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét đưa nội dung về phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào nghị quyết chung của kỳ họp trong phiên họp chiều ngày 24 tháng 7. Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai cho rằng các nội dung Chính phủ trình là đúng đắn, tuy nhiên có một số điểm cần lưu tâm. Thứ nhất, đó là phạm vi điều chỉnh chỉ áp dụng đối với các biện pháp phòng chống COVID. Cái thứ hai, đó là về thời hạn, cần khống chế thời hạn nhất định. Thứ ba là cần xác định cụ thể trách nhiệm, đặc biệt là có biện pháp để không lợi dụng chính sách trục lợi và gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. Tôi thống nhất cao với việc Quốc hội cần xem xét quyết định một số giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch thể hiện trong nghị quyết của Quốc hội với nội dung cốt lõi là cho phép Chính phủ áp dụng một số biện pháp đặc biệt khác với quy định của luật hoặc chưa có trong luật, song cần phải xác định rõ giới hạn, phạm vi và thời gian đủ để Chính phủ thực hiện phòng chống dịch bệnh có kết quả. Các đại biểu đánh giá cao các biện pháp quyết liệt của Chính phủ cùng với các bộ ngành địa phương đã có tác dụng răn đe mạnh mẽ, giúp công tác phòng chống dịch được hiệu quả và kịp thời. Rất nhiều hành vi, kể cả khai báo y tế không trung thực, đã được xử lý nghiêm trong đợt bùng phát dịch thứ tư, với nhiều biện pháp chế tài đã được đặt ra, bao gồm xử lý về đảng và công vụ.
thậm chí khởi tố hình sự các vụ án làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Bên cạnh đó, bài học huy động sức dân chung tay cùng Đảng, Nhà nước cũng là điểm sáng trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là sự đóng góp vào quỹ vaccine. COVID-19 đã thực sự trở thành phép thử đối với tinh thần kỷ luật, ý thức, trách nhiệm công dân. Cũng trong phiên thảo luận sáng nay, nhiều đại biểu quan tâm đến vấn đề nhận thức của người dân về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và việc tiêm phòng vaccine hiện nay. Bàn kỹ hơn về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, đại biểu Nguyễn Anh Chí, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đưa ra thông điệp về phòng chống dịch bệnh của mỗi cá nhân, mỗi gia đình về việc nghiêm túc thực hiện quy định 5K cộng vaccine. Việc cách ly F1 và cả F0 nữa tại nhà hay khu cách ly tập trung thì cũng cần linh hoạt. Nếu cách ly tại nhà thì phải thực hiện cho thật đúng và thật tốt việc cách ly, như cả quy định về tiếp xúc, khám, xét nghiệm, phải có y tế, dân phòng, công an phối hợp với gia đình để tổ chức triển khai nghiêm túc việc cách ly tại nhà. Xin đồng bào hãy tin vaccine giúp cộng đồng chúng ta ít người bị nhiễm hơn, nếu nhiễm thì ít ca nặng hơn, nếu không may mà nặng thì tỷ lệ tử vong thấp hơn. Nhà nước đang làm mọi cách để có đủ nguồn vaccine tiêm cho nhân dân và sắp tới Việt Nam sẽ có nguồn vaccine nội địa cho tự sản xuất. Xin nhân dân tin tưởng tham gia chương trình tiêm vaccine và mong chương trình này được tổ chức một cách khoa học, hợp lý, bình đẳng và minh bạch. Nhân dịp này, đại diện cho đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi lời tri ân về những tấm lòng sẻ chia của nhân dân cả nước, các cơ quan truyền thông, các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch đối với người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Từ trong gian khó đó, người dân thành phố chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự quan tâm, sẻ chia, ấm lòng, tình người, tình đồng chí, tình đồng bào từ người dân, doanh nghiệp mọi miền đất nước. Chúng tôi luôn ghi nhớ, tri ân những tấm lòng của nhân dân cả nước. Rất cảm ơn khi Quốc hội đưa nội dung nghị quyết phòng chống dịch vào trong cái nghị quyết chung của Quốc hội. Và đây là một sáng kiến của chúng ta rất đáng được trân trọng. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, nhiều đại biểu cho rằng bên cạnh nỗ lực của chính phủ và các cơ quan liên quan, sự đoàn kết đồng lòng trong việc thực hiện các chính sách về phòng chống dịch bệnh của mỗi người dân nâng cao góp phần hiệu quả vào công tác phòng chống dịch. Cũng tại phiên thảo luận sáng nay, các vấn đề kinh tế xã hội nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 cũng như kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều đại biểu. Nhiều đại biểu đánh giá cao nỗ lực của Đảng và Chính phủ trong thời gian qua, dù đất nước gặp nhiều khó khăn, nhất là do đại dịch COVID-19. Kết quả Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 càng củng cố niềm tin của nhân dân cả nước. Tuy nhiên, dịch bệnh đang gây khó khăn cho những mục tiêu kinh tế mà Quốc hội đã thông qua. Chúng tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ khó khăn thách thức đang bủa vây. Dư địa của hai chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng là chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ không còn nhiều, trong khi chính sách cơ cấu chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại để triển khai theo tiến độ dự tính. Một trong những giải pháp quan trọng tôi rất đồng tình với chính phủ là thường xuyên rà soát, kịp thời có biện pháp hiệu quả tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thể chế để huy động mọi nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Tôi cho rằng với bối cảnh đặc biệt hiện nay, ngay từ kỳ họp Quốc hội thứ hai, có thể dùng một luật để sửa các quy định đang gây khó khăn cho công việc phục hồi kinh tế sau đại dịch. Vấn đề cải cách, sắp xếp bộ máy nhà nước cũng nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Vấn đề cải cách, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, đây là vấn đề không mới, nhiệm kỳ nào cũng đặt ra rồi xếp lại, nghiên cứu mãi mà chưa làm được gì nhiều. Chỗ cần thì chưa gọn, chỗ gộp cơ hợp thì gây nhiều trở ngại. Chúng ta ngồi đây, ai cũng biết bộ máy tổ chức nhà nước của chúng ta còn cồng kềnh. Vì vậy, chúng ta cần phải đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xin cảm ơn đại biểu. Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng đề cập đến tình trạng khó khăn của doanh nghiệp. Bình quân mỗi tháng trong nửa đầu năm nay có 11.700 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, cao hơn nhiều so với cùng kỳ. Do đó đề nghị chính phủ cần nghiên cứu giải pháp không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh bớt khó khăn mà còn có cơ hội phục hồi và bứt phá trong thời gian tới. Để hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp đã đề ra với chất lượng và hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn nhất, tạo điều kiện để các đại biểu Quốc hội là lãnh đạo các địa phương, bộ, ngành chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Hôm qua thì 477 trên 480 đại biểu Quốc hội đã biểu quyết nhất trí rút ngắn 3 ngày làm việc của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15.
Sáng nay trao đổi với phóng viên Truyền hình Nhân dân bên hành lang Quốc hội về vấn đề này, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá sự điều chỉnh này là rất linh hoạt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước. Với cái việc mà rút ngắn thời gian chính thức nhưng mà có kéo dài thêm thời gian của các phiên họp hàng ngày cũng như là các thực hiện các cái công việc, các cuộc họp ngoài giờ thì chúng ta vừa tiết kiệm được thời gian nhưng cũng góp phần tiết kiệm chi phí để vẫn đảm bảo nội dung và chất lượng của kỳ họp. Cái quyết định này tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn đại biểu Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội có thể ngay lập tức sau kỳ họp trở về địa phương cơ sở của mình để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh cũng như là tìm những biện pháp để hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh và thực hiện các cái giải pháp an sinh xã hội. Và đây là những cái biểu tượng rất là quan trọng của một cái Quốc hội đổi mới, một Quốc hội vì dân và một Quốc hội rất là linh hoạt, sáng tạo. Việc rút ngắn là cực kỳ khó khăn vì để phải đảm bảo yêu cầu chất lượng các cái nội dung quyết định của Quốc hội. Tuy nhiên cái tình hình diễn biến phức tạp của cái dịch bệnh trong mấy ngày hôm nay, cả nước đang mở rộng các cái diện phạm vi phong tỏa ở rất nhiều địa phương. Thế thì trước cái bối cảnh đấy, Quốc hội cũng tăng thời gian làm việc, các cái bộ phận tham mưu phục vụ cũng phải căng mình làm ngày làm đêm, bất kể thời gian, để cố gắng được rút được ngắn được một chút nào hay chút đấy, để các đại biểu, các vị đại biểu, nhất là những vị đại biểu là lãnh đạo đứng đầu các cái địa phương các ngành, phải trở về ngay với địa phương giải quyết các cái công việc ứng phó với dịch bệnh. Theo thông tin cập nhật từ Bộ Y tế, tính đến 11 giờ hôm nay, Việt Nam tiếp tục có nhiều ca mắc COVID-19 tại 21 tỉnh, thành phố. Bên cạnh thông tin không mấy tích cực này, thì cũng có một tin vui cho công tác tiêm chủng của cả nước. Đó là rạng sáng nay, 3 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX đã về đến Việt Nam. Tính từ 19 giờ ngày 24 tháng 7 đến 11 giờ ngày 25 tháng 7, cả nước ghi nhận 3.989 ca mắc COVID-19, trong đó có 6 trường hợp nhập cảnh. Trong ngày 24 tháng 7, có thêm 57.908 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Trong số 3 triệu liều vaccine Moderna mới về đến Việt Nam, thì trong đó có gần 1,5 triệu liều đã được chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 7 và 1,5 triệu liều sẽ đến Hà Nội vào ngày 25 tháng 7. Đây là lô vaccine Moderna thứ hai đến Việt Nam trong tháng này, nâng tổng số vaccine do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam thông qua cơ chế COVAX lên đến hơn 5 triệu liều. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận gần 7,5 triệu liều vaccine từ cơ chế COVAX. Nguồn vaccine bổ sung sẽ giúp cho Bộ Y tế mở rộng độ bao phủ tiêm chủng và tiếp cận nhiều người hơn trong nhóm các đối tượng được ưu tiên. Từ đó thì góp phần giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tiêm phòng cho hơn 70% dân số đến cuối quý 1 năm 2022. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đã lên phương án chuẩn bị thêm các bệnh viện, thay đổi mô hình điều trị để chuẩn bị cho kịch bản là 80.000 người mắc COVID-19 trong thời gian tới. Trong bối cảnh số ca nhiễm tăng cao, tương ứng với số bệnh nhân nặng và nguy kịch cũng sẽ tăng, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thay đổi mô hình điều trị từ tháp 4 tầng lên 5 tầng, mỗi tầng sẽ tận dụng các cơ sở hạ tầng có sẵn để chuyển đổi công năng thành các cơ sở tiếp nhận và điều trị tương ứng. Để đáp ứng đủ số giường như kịch bản, thành phố đang nâng công suất, mở rộng cơ sở tiếp nhận, điều trị COVID-19. Trong đó, các bệnh viện điều trị ở mức cơ bản thuộc tầng 3, chủ yếu được chuyển đổi công năng từ các bệnh viện quận huyện. Đồng thời, sắp xếp ít nhất một bác sĩ, hai điều dưỡng chăm sóc và theo dõi mỗi 50-100 F0 tại tầng 1, mỗi 25 F0 tại tầng 2, mỗi 20 F0 tại tầng 3, mỗi 10 F0 tại tầng 4 và mỗi 5 F0 tại tầng 5. Trước tình hình dịch diễn biến vô cùng phức tạp, số ca mắc không ngừng gia tăng, tạo ra những sức ép vô cùng lớn tới hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh.
đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có thư ngỏ gửi đến các đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế, kêu gọi toàn bộ hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh tham gia chống dịch. Và sau đây là một trích đoạn trong bức thư ngỏ, là lời kêu gọi từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, nhờ sự nỗ lực của thành phố và sự chi viện của cả nước, các hoạt động kiểm soát và khống chế dịch bệnh đang tích cực thực hiện, nhưng sự phát tán của virus SARS-CoV-2 vẫn còn, công tác điều trị gặp khó khăn và quá tải. Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẩn thiết kêu gọi toàn bộ hệ thống y tế công tư, Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh, các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, các chuyên gia, nhân viên y tế đang làm việc và đã nghỉ hưu, các lương y, giảng viên, sinh viên tại các trường đào tạo, dạy nghề thuộc khối ngành chăm sóc sức khỏe tham gia vào các hoạt động chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần tương thân tương ái và tấm lòng yêu thương đồng bào, chúng ta hãy cùng chung tay hỗ trợ công tác chống dịch, tư vấn và trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh. Vừa qua, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận huyện nghiên cứu áp dụng phân chia tần suất đi chợ trong khu vực bằng việc áp dụng hình thức phát thẻ đi chợ. Các địa phương sẽ căn cứ điều kiện thực tế, tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn để phân chia tần suất đi chợ cách 2 đến 3 ngày một lần cho mỗi hộ gia đình. Cách làm này sẽ giúp kiểm soát số lượng người đến chợ theo khung giờ, bảo đảm khống chế lượng khách ra vào chợ phù hợp với số lượng hàng hóa cung ứng và hạn chế tình trạng tập trung đông người. Đối với các khu vực phong tỏa, các địa phương thông tin đến người dân về việc mua thực phẩm thiết yếu tại các siêu thị, chợ trong khu phong tỏa với tần suất 2 lần một tuần, sử dụng phiếu đi chợ, siêu thị do chính quyền địa phương cấp. Trong phần tin tiếp theo, Chính phủ ban hành nghị định quy định về chế độ trợ cấp phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Hà Nội công bố 16 luồng xanh giao thông kết nối với luồng xanh quốc gia. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng. Nghị định nêu rõ mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng. Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh. Nghị định số 75 quy định cụ thể mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng là 4.872.000 đồng. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến là 1.361.000 đồng. Người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 là 1.679.000 đồng. Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày là 974.000 đồng. Ngoài quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp, nghị định cũng quy định cụ thể các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, bao gồm về điều dưỡng phục hồi sức khỏe, về hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học, về hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ. Thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo nghị quyết 68 của Chính phủ, đến nay thành phố Cần Thơ đã phê duyệt hỗ trợ cho hơn 6.400 người với tổng số tiền là hơn 7,6 tỷ đồng. Trong đó thì người bán vé số dạo được hỗ trợ 50.000 đồng một ngày trong thời gian là 24 ngày. Nhằm hỗ trợ cho người bán lẻ xổ số lưu động trên địa bàn thành phố Cần Thơ do tạm ngừng hoạt động kinh doanh xổ số để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định mức chi hỗ trợ 50.000 đồng một người một ngày trong 24 ngày tính từ ngày Cần Thơ có văn bản tạm ngừng hoạt động quay vé xổ số. Theo thống kê, tại Cần Thơ có khoảng 5.000 người bán vé số dạo. Đồng thời, thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ cho hơn 6.400 người là đối tượng chính sách số 9 và số 12 của nghị quyết số 68 với số tiền trên 7,6 tỷ đồng. Hiện thành phố Cần Thơ đang khẩn trương cấp phát, rà soát để kịp thời hỗ trợ. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tỉnh Hà Nam vừa tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động và trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
chương trình ký kết hợp tác với các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình phúc lợi và công tác chăm lo đời sống của đoàn viên công đoàn, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động trong các khu công nghiệp của tỉnh, sử dụng các sản phẩm bảo đảm chất lượng với chính sách giảm giá ưu đãi do công ty doanh nghiệp trên địa bàn cung cấp. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam sẽ chỉ đạo các công đoàn cơ sở tuyên truyền đến đoàn viên, công nhân, người lao động biết và tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ do các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất. Thưa quý vị, trước những băn khoăn của người dân về hoạt động giao hàng trong thời gian giãn cách trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải cho biết các nhân viên giao hàng của các doanh nghiệp bưu chính và siêu thị giao bưu phẩm, hàng hóa thiết yếu bằng xe hai bánh thì vẫn được phép hoạt động trong thời gian giãn cách. Đơn vị quản lý nhân viên giao hàng phải chịu trách nhiệm quản lý công tác phòng dịch của lực lượng này và gửi danh sách đăng ký về Sở Giao thông Vận tải, Sở sẽ chấp thuận thông qua tin nhắn. Người được chấp thuận sẽ chụp màn hình tin nhắn của Sở Giao thông Vận tải để cung cấp cho lực lượng kiểm tra khi có yêu cầu. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cũng đã công bố 16 làn đường luồng xanh kết nối với luồng xanh quốc gia qua địa bàn thành phố để xe lưu thông. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, hiện luồng xanh quốc gia kết nối với luồng xanh của thành phố Hà Nội thông qua 22 chốt kiểm dịch đã có biển chỉ dẫn. Từ các tỉnh phía Nam hướng Hà Nam thông qua Hà Nội theo tuyến quốc lộ 1A 1B từ các chốt số 1, số 2 và số 3. Xe lưu thông qua nút giao Pháp Vân, cầu Rẽ, vành đai 3 trên cao, đi cầu Thanh Trì hoặc cầu Thăng Long để đi các tỉnh, thành phố khác. Từ các tỉnh phía Đông Bắc hướng Bắc Ninh thông qua Hà Nội theo tuyến quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, chốt số 4 đến số 11, xe lưu thông qua cầu Thanh Trì, vành đai 3 trên cao để đi các tỉnh, thành phố khác. Từ các tỉnh phía Tây Bắc hướng Hòa Bình thông qua Hà Nội, chốt số 12 đến 14, xe lưu thông theo đường quốc lộ 6 qua nút giao Khuất Duy Tiến hoặc theo đường đại lộ Thăng Long qua nút giao Trung Hòa, đi vành đai 3 trên cao để đi các tỉnh, thành phố khác. Đáng chú ý, từ các tỉnh phía Bắc hướng Vĩnh Phúc thông qua Hà Nội, chốt số 18 đến 21, hướng Thái Nguyên thông qua Hà Nội, chốt số 22, xe lưu thông theo đường quốc lộ 3, đường 35, quốc lộ 2, Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long, vành đai 3 trên cao hoặc quốc lộ 3, quốc lộ 18, Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 5, cầu Thanh Trì để đi các tỉnh, thành phố khác. Cũng liên quan đến vấn đề này thì Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cũng vừa công bố luồng xanh vận tải trên địa bàn tỉnh kết nối với luồng xanh quốc gia để bảo đảm lưu thông hàng hóa trong điều kiện siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kết nối với hệ thống luồng xanh quốc gia trên địa bàn các huyện, thành phố, gồm thành phố Đà Lạt có 5 lộ trình, các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đam Rông, Lạc Dương và Cát Tiên có 2 lộ trình, các huyện Đơn Dương, Di Linh, thành phố Bảo Lộc, Đạ Hoai, Đạ Tẻ có 1 lộ trình. Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng đề nghị các đối tượng phải lưu thông theo lộ trình luồng xanh nội tỉnh, kết nối các lộ trình luồng xanh quốc gia. Các xe ô tô vận tải hàng hóa liên tỉnh đã được cấp thẻ nhận diện ưu tiên luồng xanh vận tải quốc gia đến các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để vận chuyển, giao nhận và xếp dỡ hàng hóa. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, hiện một số tuyến đường trong khu vực nội thành, nội thị có quy định thời gian cấm hoạt động đối với xe tải nên cần phải chú ý để tuân thủ. Và các lái xe chỉ được đậu đỗ, xếp dỡ hàng hóa và nghỉ ngơi, lưu trú tại các điểm tập trung theo quy định của địa phương nơi đến. Hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ với lòng biết ơn và tình cảm sâu đậm, mới đây tác giả, ca sĩ Trang Viên đã sáng tác và phát hành album Màu Hoa Chiến Công. Câu chuyện về sự hy sinh chờ đợi của những người phụ nữ trong chiến tranh có lẽ không quá mới mẻ, nhưng bằng sự thấu hiểu của thế hệ hôm nay, ca khúc đã mang đến những ấn tượng khó quên với đông đảo khán thính giả. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại mảnh đất Tuyên Quang, lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật trong ký ức của gia đình, những mất mát hy sinh của người thân và đồng đội của bố, ca sĩ Trang Viên đã cảm tác thành một bài thơ và sau đó tự phổ nhạc cho tác phẩm của mình, lấy tên gọi là Màu Hoa Chiến Công. Giai điệu trữ tình, thiết tha được phát triển trên phần nội dung ca từ giàu cảm xúc đã làm cho MV Màu Hoa Chiến Công chạm đến trái tim của đông đảo khán thính giả. Có thể nói bài hát đã dựng lên một tượng đài về người vợ, người mẹ đầy kiêu hãnh, tự hào. Sáng tác và là người trực tiếp thể hiện tác phẩm, ca khúc Màu Hoa Chiến Công đã giúp tác giả gửi lời tri ân sâu sắc đến thế hệ cha anh nhân ngày 27 tháng 7 và giúp thế hệ trẻ hôm nay khắc ghi sâu đậm hơn công ơn thế hệ đi trước đã hy sinh hạnh phúc, bình yên của mình để đổi lấy bình yên cho Tổ quốc hôm nay.
Trong phần tin thế giới, các bang ở Mỹ đang tăng tốc tiêm vaccine trước khi hết hạn. Hơn 180 người thiệt mạng trong đợt mưa lũ nghiêm trọng tại Đức. Hôm qua, chính phủ Afghanistan đã ban bố một lệnh giới nghiêm ban đêm tại 31 trong số 34 tỉnh trên cả nước. Đây là nỗ lực nhằm ngăn chặn bạo lực bùng phát trong vài tháng qua vì các vụ tấn công của Taliban. Tuyên bố của Bộ Nội vụ Afghanistan nêu rõ, nhằm ngăn chặn bạo lực và các hoạt động của lực lượng Taliban, lệnh giới nghiêm đã được ban bố tại 31 tỉnh trên cả nước, trừ thủ đô Kabul và hai tỉnh khác. Lệnh giới nghiêm sẽ có hiệu lực từ 20 giờ đến 4 giờ hàng ngày. Từ đầu tháng 5, Taliban đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công trên khắp cả nước và đã chiếm đóng nhiều cửa khẩu biên giới, hàng chục tỉnh và bao vây thủ phủ của một số tỉnh. Tình trạng bạo lực leo thang đã phủ bóng đen lên tiến trình đàm phán giữa chính phủ Afghanistan và Taliban, được khởi động từ tháng 9 năm 2020 về một lộ trình chính trị hướng tới thiết lập chính quyền chuyển tiếp tại Afghanistan. Ngay cả việc đại diện hai bên ngồi lại thương lượng với nhau đã là điều hết sức khó khăn sau hàng thập niên mất lòng tin lẫn nhau. Nước Mỹ thì đã có đủ vaccine cho người dân. Sau một nghịch cảnh đang xảy ra là tốc độ tiêm chủng lại giảm đáng kể so với mục tiêu đưa ra. Theo các trang tin tức tại Mỹ, thì các bang ở nước này đang tăng tốc tiêm sử dụng hết liều lượng vaccine COVID-19 trước khi mà chúng hết hạn vào mùa hè năm nay. Mỹ có khoảng 55% người dân từ 12 tuổi trở lên được tiêm phòng đầy đủ, nhưng những tuần gần đây, tỷ lệ tiêm chủng đã giảm xuống rõ rệt. Từ 3 triệu liều mỗi ngày vào tháng 4, hiện giờ là dưới 500.000 liều. Khoảng 33% người trưởng thành ở Mỹ chưa muốn đi tiêm, trong khi biến thể Delta đang lan rộng khắp đất nước và tăng mạnh ở những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Báo chí Mỹ trích ý kiến của chính quyền cho rằng những thông tin sai lệch về vaccine lan truyền trên mạng trong đại dịch và hiện tượng phân cực về chính trị đã khiến nhiều người dân Mỹ chưa muốn tiêm phòng. Việc các loại vaccine mới chỉ được cấp phép khẩn cấp cũng khiến nhiều người Mỹ lo ngại. Mặc dù các hãng vaccine của Moderna hay Pfizer đã đệ trình đề xuất xin được cấp phép đầy đủ, song Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Mỹ vẫn cần ít nhất 6 tháng để xem xét tính hiệu quả lâu dài và an toàn của một số loại vaccine. Đến nay, vẫn chưa có mốc thời gian cụ thể cho việc phê duyệt chính thức. Ngành công nghiệp dược phẩm của Ấn Độ được dự báo là sẽ tăng gần gấp 3 lần lên khoảng 130 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Được mệnh danh là nhà thuốc của thế giới, ngành dược phẩm Ấn Độ hiện cũng đang chịu tác động không nhỏ của đại dịch COVID-19. Ngành dược phẩm Ấn Độ được đánh giá lớn thứ 3 thế giới và hiện có quy mô khoảng 42 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, một nửa là doanh thu trong nước, một nửa là xuất khẩu. Ấn Độ sản xuất tới 60% các loại vaccine được sử dụng trên toàn cầu, cùng nhiều loại thuốc quan trọng khác. Giới doanh nghiệp Ấn Độ tin tưởng quy mô này sẽ tăng trưởng gấp 3 lần, lên 120 đến 130 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới nhờ sự khuyến khích của chính phủ. Thời điểm hiện nay là một thử thách lớn đối với ngành dược phẩm Ấn Độ. Các công ty liên quan đến sản xuất thuốc điều trị COVID-19 quan trọng đã phản ứng nhanh nhạy để tăng cường sản xuất. Ngành công nghiệp dược phẩm Ấn Độ phụ thuộc vào khả năng phát triển năng lực mạnh mẽ hơn trong đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển. Những tiềm năng này được đánh giá cao và hiện cần được tăng cường hơn nữa. Tổng số người thiệt mạng trong đợt lũ lụt nghiêm trọng hoành hành tại Đức trong tháng này đã lên tới là 180 người và vẫn còn khoảng 150 người nữa mất tích. Cơ quan khí tượng Thủy văn Đức cảnh báo là người dân cần phải duy trì cảnh giác khi mà dự báo cuối tuần này sẽ có mưa nhiều hơn. Theo cảnh sát Đức, một số vùng chịu tác động nặng nề nhất do mưa lũ xác nhận đã có 180 người thiệt mạng và 766 người bị thương, trong khi vẫn còn 149 người khác mất tích. Hiện lực lượng cảnh sát vẫn đang tìm kiếm những người mất tích, huy động trực thăng và 30 chó nghiệp vụ. Trong khi đó, quốc gia láng giềng Bỉ cũng ghi nhận 36 người thiệt mạng vì đợt lũ lụt này. Không chỉ gây thiệt hại về người, lũ lụt đã phá hủy nhiều đoạn trên tuyến đường sắt, đường quốc lộ và cao tốc bị đê liệt, trong khi lưới điện bị hư hỏng và cuốn trôi nhiều nhà cửa. Ước tính tổng thiệt hại về cơ sở hạ tầng tại Đức là gần 1,3 tỷ euro, khoảng 50 cây cầu, 40 hộp phát tín hiệu, 180 cầu vượt đường sắt và hơn 1.000 thiết bị khác của toàn hệ thống đã bị hư hỏng. Ngày 24 tháng 7, Philippines đã phải sơ tán hơn 14.000 người dân ở thủ đô Manila ra khỏi các khu vực ngập lụt do mưa lớn kết hợp với một cơn bão nhiệt đới. Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Philippines, tại một số khu vực của thủ đô, nước lũ đã ngập hơn 1 mét,
làm hỏng toàn bộ hệ thống giao thông. Một số ngôi nhà bị ngập nặng tới mái. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã giải cứu hơn 300 người tại các khu vực bị lũ lụt. Theo cơ quan khí tượng Philippines, mưa lớn sẽ còn kéo dài tại khu vực trong 24 giờ tới. Cùng ngày, giới chức Trung Quốc đã quyết định đóng cửa các hải cảng và tạm dừng hoạt động đường sắt tại khu vực miền Đông nhằm ứng phó với bão Infa. Dự kiến cơn bão này sẽ đổ bộ vào tỉnh Duyên Hải miền Đông Chiết Giang vào tối 25 tháng 7. Để đề phòng ảnh hưởng của bão Infa, lực lượng chức năng thành phố Thượng Hải đã đóng cửa các công viên, bảo tàng và cảnh báo người dân ở trong nhà, dừng các cuộc tụ họp ngoài trời. Hoạt động ở cảng Dương Sơn ở phía nam tỉnh này cũng đã tạm dừng. Hiện cơn bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, dự đoán sẽ gây mưa lớn tới các khu vực Chiết Giang, Thượng Hải và đảo Đài Loan. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.